Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết bạn trong PUBG Mobile nha. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho tất cả các bạn luôn. Bước đầu tiên thì các bạn bấm cái mục đây. Rồi thì sau khi các bạn bấm mục đây rồi á, thì bước tiếp theo các bạn bấm cái mục có hình cái đầu người này, có hình dấu cộng này, nhỏ nhỏ chỗ đây nha, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm cái mục nhập nick hoặc ID người dùng để tìm này. Rồi bước này thì các bạn nhập cái tên cũng như là cái mã số ID nha. Cái tên chính là cái tên đây này. Thì bây giờ mình sẽ kết bạn qua cái nick bên đây nha. Thì mình sẽ tìm cái tên hoặc là cái mã số ID nha. Nếu như cái tên dễ thì các bạn nhập cái tên cũng được. Còn một số bạn đặt cái tên nó khó tìm á thì các bạn nhập qua cái mã số ID nha. Cái mã số ID chính là cái mã đây này. Đây, UID này nó để xuống đây này. Các bạn chỉ cần đưa cái mã này cho người bạn mà các bạn muốn kết bạn á, sau đó người bạn bên kia mới nhập cái mã ID này vào trong cái phần đây nha. Thì bây giờ mình sẽ tìm qua ID đi. Các bạn cũng có thể tìm qua tay nha, nếu như cái tay nó dễ tìm. Rồi sau đó mình bấm vào tìm này. Rồi thì sau khi mình bấm vào tìm thì nó đã xuất hiện cái người bạn tên là Cao Nhân Gaming này, đúng bên đây nha. Rồi bước này các bạn bấm vào cái mục có hình người đây, có dấu cộng chỗ đây, các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào gửi nha. Rồi bên đây thì các bạn ra lại cái phần đây này, các bạn bấm vào cái mục đây cho mình. Sau đó các bạn bấm cái mục có hình quả chuông màu vàng nhỏ nhỏ chỗ đây. Sau đó các bạn bấm vào đồng ý nha. Rồi vậy là mình đã kết bạn thành công nha. Bây giờ cái phần đây nó đã xuất hiện người bạn Cao Nhân Gaming này ở bên đây, mình kết bạn nó đã để trong đây rồi. Ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách kết bạn trong PUBG Mobile nha. Video của mình cũng dừng tại đây, cảm ơn các bạn đã xem nha. Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.